Xin chào cả nhà, giới thiệu các bạn đây là lá sâm ngọc linh thật, lá sâm ngọc linh núi ngọc linh nhá. Để nhà biết được lá sâm ngọc linh núi ngọc linh thì các bạn hãy nhìn đây. Đây là một cái lá sâm ngọc linh nhá. Đây phần thân cọng này, thân lá này, lá này. Thì với một cái lá sâm ngọc linh thật thì nó thường có từ 3 đến 5 nhánh lá. Cái này có 4 này. Và trên mỗi một nhánh lá nó thường 3 đến 5 lá. 5 lá này nhá. Cái đặc điểm cái mặt lá sâm ngọc linh này là cái lá nó bé nó ngắn như thế trên tay mình nhá. Và cái mũi rất là nhọn này, cái mép răng cưa rất đều, hai mặt rất nhiều lông mảnh cứng. Hai mặt cực kỳ nhiều lông mảnh cứng. Không biết các bạn nhìn thấy lông không? Cho qua video này chắc thấy khó. Mình ấy ngẫu nhiên đây. Đây này, 4 cọng này. Cũng 5 lá này. 4 cọng 5 lá này. Còn nếu mà các bạn mua mà cái lá sâm ấy mà nó dài như cái lá xoài ấy, thì khi để lên tay này, để lên tay này, thì cái lá nó dài dài ườn đó. Có thể cái lá nó chỉ to như này, to bản như này thôi, nhưng nó dài bằng bàn tay mình. Còn cái lá ngọc linh này tỷ lệ như này thôi. Và cái mặt dưới của mặt sau của lá này nó rất ít lông, mà không có, nó chỉ có lông trên thân chính thôi. Mặt trên nó ít lông, cái lông nó mềm, nó cứng như này. Cái này sờ cứng tay này. Thì nó là lá sâm Trung Quốc, nó không phải lá ngọc linh. Và cái lá đó ấy, trên một cái thân này nó không phải là 3-5 cọng lá đâu, 3-5 thân lá đâu, đó là 5-7. Mà cái này nó dài cả gang tay này đó. Thì đấy là lá sâm tàu nhé. Nếu mà các bạn mua lá sâm ngọc linh thôi, chuẩn núi ngọc linh đi, ở nhà vườn ngọc linh đi, thì các bạn cũng không biết thế nào là lá ngon đâu. Vì cái lá ngon này, đây là một cái bó lá sâm ngọc linh rất ngon, cọng nhỏ ngắn nhá, cọng nhỏ ngắn 10 phân 20 phân này, cọng nhỏ ngắn, lá màu xanh rất tự nhiên. Còn các bạn mua lá sâm ngọc linh này mà họ bán cho bạn cái thân cọng nó rất là to dài, nó dài phải đến như này đây, dài 40 phân này, 50 phân này mà cọng to à, thì cái lượng lá ở trên này rất ít, cái lượng lá này sẽ còn rất ít lặng cọng. Với cái thân cọng nhỏ như này, 1 ký có thể đến 150-200 cọng, nhưng mà với cái thân cọng to kia nó chỉ 180-100 cọng thôi là được 1 ký rồi. Thì bạn mua như này nó sẽ được lợi lá hơn rất nhiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái lá nó màu rất tự nhiên này đúng không? Còn cái lá sâm ngọc linh mà nó màu xanh đen ấy, cái phiến lá nó cứ kiểu sần sùi ấy, mà nó dày, thì cái lá đấy bị bón phân rất nhiều. Thì những cái sâm đó bị bón phân rất nhiều, các bạn không nên mua. Hãy mua những cái thân bé cọng ngắn như này, lá nó phiến lá nó phẳng, nhìn nó xanh tươi như này, xanh rất tự nhiên này. Còn xanh đen xanh rì thì là bón phân nhiều nha. Đó, hãy chọn những cái lá như vậy để có chất lượng tốt nhất. Thì cái lá sâm ngọc linh này có vị ban đầu đắng, sau đó hậu ngọt nó thanh dễ chịu lắm. Mà khi uống cái lá sâm ngọc linh này pha trà hay tâm tửu thôi thì cái họng của bạn nó sẽ rất là ok. Bạn đang viêm họng và bạn uống vào cảm thấy nó dịu ngay đấy. Lá sâm ngọc linh, và cái lá sâm ngọc linh này nó rất tốt cho hệ thần kinh. Những người mà bị mất ngủ, người stress thì dùng cái lá này một thời gian thôi, nó giúp an thần, nó giúp các bạn rất ok. Chính vì những cái công dụng tốt như vậy và nhiều lắm, nó tốt như vậy cho cái lá này khá là đắt, lên là thị trường toàn lá giả, 99,99% là lá sâm Trung Quốc nhé. Còn kiếm được cái lá thân bé cọng ngắn xanh tươi ngon như này thì rất hiếm. Các bạn cần lá chuẩn hãy liên hệ Sâm Tuấn Hằng. Cảm ơn mọi người, chúc tất cả sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc.